Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vụ việc cô giáo thân mật với nam sinh ngay trong lớp và thông tin chính thức từ nhà trường và giáo viên. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ngày 2 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video gây tranh cãi, ghi lại hình ảnh phản cảm trong một lớp học tại trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Cụ thể, đoạn video được quay trong giờ giải lao, cho thấy sự thân mật vượt qua giới hạn giữa một nam sinh lớp 10 và cô giáo tại bàn giáo viên, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội xác nhận sự việc xảy ra tại trường trung học phổ thông Thạch Bàn Long Biên vào ngày 27 tháng 9. Nam sinh đã thừa nhận hành vi của mình là không phù hợp, trong khi cô giáo T, sinh năm 2001, cũng thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm soát tình huống. Hiện tại, cô giáo đã tạm thời bị đình chỉ công tác giảng dạy và nhà trường đang xử lý vụ việc theo quy định. Nào chúng ta sẽ đi vào chi tiết vụ việc này nhé. Vụ việc tại trường trung học phổ thông Thạch Bàn, Hà Nội gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về sự chuẩn mực trong môi trường giáo dục. Đoạn video quay lại cảnh thân mật giữa một học sinh và giáo viên ngay tại bàn giáo viên trong giờ học là một hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức nghề giáo, cách ứng xử trong nhà trường, cũng như vai trò của học sinh trong việc duy trì sự tôn trọng và kỷ luật. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 9 tại lớp học 10A4 của trường trung học phổ thông Thạch Bàn. Trong giờ giải lao, một nam sinh đã có hành vi khoác vai, kề má với cô giáo, hành vi được nhiều học sinh trong lớp chứng kiến và một học sinh khác quay lại. Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ công chúng. Nam sinh thừa nhận hành động của mình là không phù hợp, nhưng cho rằng đây chỉ là hành động đùa giỡn. Trong khi đó, cô giáo người còn rất trẻ, sinh năm 2001 và chỉ mới hợp đồng dạy văn thừa nhận thiếu kinh nghiệm và không nghiêm khắc kiểm soát tình huống, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã ngay lập tức xử lý bằng cách tạm đình chỉ cô giáo, đồng thời tổ chức họp với các bên liên quan bao gồm phụ huynh, học sinh và cơ quan chức năng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu báo cáo và xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan. Trong khi đó, dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc lên án hành vi của học sinh mà còn đặt nhiều câu hỏi về sự thiếu chuyên nghiệp và chuẩn mực của giáo viên trong trường hợp này. Sự kiện này nêu bật một vấn đề lớn trong môi trường giáo dục hiện nay, chuẩn mực đạo đức nghề giáo và cách giáo viên ứng xử với học sinh. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo. Hành vi thân mật quá mức của giáo viên và học sinh ngay trong lớp học, dù có xuất phát từ sự đùa cợt hay không, đều vi phạm các nguyên tắc về mối quan hệ giữa thầy và trò. Cô giáo trong sự việc này, dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cũng đã mắc lỗi khi không duy trì được khoảng cách cần thiết giữa cô và học sinh, đặc biệt là trong một môi trường như trường học, nơi sự nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố quan trọng. Về phía học sinh, hành vi thân mật với giáo viên trong một môi trường nghiêm túc như lớp học là hoàn toàn không phù hợp. Điều này cho thấy một phần về sự thiếu ý thức kỷ luật của một bộ phận học sinh, cũng như sự thiếu kiểm soát và giám sát của giáo viên trong việc duy trì sự nghiêm túc của môi trường học đường. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng về cách hành xử của cả học sinh và giáo viên. Những ý kiến chỉ trích cho rằng đây là minh chứng cho sự xuống cấp của đạo đức nghề giáo, cũng như thiếu hụt về kỹ năng ứng xử của nhiều giáo viên trẻ. Một số người thậm chí còn so sánh tình huống này với các vụ việc tương tự ở nước ngoài, nhấn mạnh rằng việc không duy trì ranh giới rõ ràng giữa giáo viên và học sinh có thể dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự thông cảm với cô giáo, cho rằng cô còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đối phó với những tình huống phức tạp trong lớp học. Những quan điểm này cho rằng thay vì chỉ trích và kết án, hệ thống giáo dục nên tạo điều kiện để các giáo viên trẻ được đào tạo và hỗ trợ tốt hơn, cả về mặt nghiệp vụ sư phạm lẫn kỹ năng quản lý lớp học và ứng xử trong các tình huống nhạy cảm. Một yếu tố không thể bỏ qua trong vụ việc này là vai trò của công nghệ, cụ thể là việc học sinh quay clip và phát tán nó trên mạng xã hội. Việc quay và chia sẻ clip này đã đẩy sự việc từ một tình huống có thể được giải quyết nội bộ trong nhà trường thành một vụ việc gây tranh cãi trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là một vấn đề lớn của xã hội hiện đại, khi công nghệ trở thành công cụ không chỉ để kết nối mà còn để phơi bày những tình huống nhạy cảm, đôi khi chưa được xử lý đầy đủ. Qua vụ việc này chúng ta cùng tổng kết lại nhé. Vụ việc tại trường trung học phổ thông Thạch Bàn là một bài học lớn về đạo đức nghề giáo và cách ứng xử trong môi trường giáo dục. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự chuẩn mực giữa thầy và trò, đặc biệt là trong bối cảnh ngày nay, khi sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh ngày càng dễ dàng thông qua công nghệ và mạng xã hội. Cả giáo viên và học sinh đều cần được trang bị không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng ứng xử và ý thức trách nhiệm với những hành động của mình. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng cần có những cải cách sâu rộng hơn về cách đào tạo và hỗ trợ giáo viên trẻ, giúp họ đối mặt và xử lý tốt hơn các tình huống khó khăn trong lớp học. Đồng thời, việc sử dụng công nghệ trong trường học cũng cần được quản lý chặt chẽ, nhằm tránh các tình huống nhạy cảm bị phơi bày và gây ra hậu quả không mong muốn. Với các vụ việc tương tự, cần có sự đồng thuận và hợp tác từ nhiều phía, từ nhà trường, phụ huynh đến xã hội để duy trì môi trường học đường lành mạnh và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phát triển về cả tri thức lẫn nhân cách. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung này. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.